Hồi ký về A. John Carter sẽ phát hành vào ngày 15 tháng 11, Hiller gì đáp chỉ trích cay gắt. John Carter, An Income Story of An Income Life, tên cuốn hồi ký về cuộc đời ngôi sao nhí xấu số của nước Mỹ được cho biết sẽ phát hành vào ngày 15 tháng 11. John Carter, An Income Story of An Income Life, tạm dịch, John Carter, câu chuyện không trọn vẹn của cuộc đời không trọn vẹn được đồng sáng tác trong khoảng thời gian 3 năm với tác giả Andy Simon sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 11, chỉ 10 ngày sau khi ngôi sao nhí một thời của nước Mỹ được tìm thấy đã chết trong bồn tắm tại nhà riêng vào ngày 5 tháng 11. Hiện tại, nguyên nhân chính thức của cái chết chưa được công bố. Theo Post, cuốn sách thảo luận về mối tình lãng mạn ban đầu của Ezon Carter với Đắp tuyên bố rằng lần đầu tiên cả hai trở nên thân mật với nhau tại một khách sạn. Sau khi Post có được một đoạn trích độc quyền của cuốn tự truyện chưa xuất bản và đăng tải nó, nữ diễn viên Hilary Duff cũng là ngôi sao nhí một thời, đã chỉ trích gây gắt nhà xuất bản cuốn hồi ký về Ezon. Thật sự rất buồn khi trong vòng một tuần sau khi Ezon qua đời, có một nhà xuất bản dường như đã liều lĩnh phát hành một cuốn sách để tận dụng thảm kịch này mà không dành thời gian thích hợp hoặc không quan tâm việc kiểm tra tính hợp lệ tác phẩm. Nữ diễn viên 35 tuổi nói với Daily Mail hôm thứ Năm, lấy câu chuyện cuộc đời của Ezon có vẻ như chưa được xác minh để thu lợi nhận thì thật là kinh tởm, cô tiếp tục. Hilary nói những người quyết định phát hành hồi ký của Ezon thời điểm này là thiếu hiểu biết và vô tâm. Trong quá khứ, Hilary Duff và Ezon Carter hẹn hò liên tục từ năm 2000 đến năm 2003, cuối cùng chia tay vì mối tình tay ba khét tiếng liên quan đến nữ diễn viên Lindsay Lohan. Theo Pesic,